Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảo Phụng Đồ Xưa. Hôm nay mình lên ba cái trò khảm ốc này để dĩa trái cây trên bàn thờ nha các bạn. Cái này hàng này cũng cũ nhiều năm, cũng đời Phan Nhị hồi xưa đó, hồi trước đó. Chất liệu gỗ cẩm lai nè các bạn. Khảm lọng nha các bạn. Toàn bộ là cẩm hết, cẩm khảm ốc. Còn liền lạc hết. Ốc đỏ đẹp nha các bạn. Rồi mời các bạn tham khảo cho vui nha các bạn. Đây cũng cẩm lai nhưng mà này chạm tam long ba rồng chứ không có cẩn, chỉ cẩn có khúc giữa này thôi. Cũng này cũng liệu chất liệu gỗ cẩm lai thôi. Nhưng mà người dùng người họ đã thổi BU rồi. Mình cũng mua cũ lại của người ta đã dùng qua rồi. Giờ đây là mấy cái dĩa quả tử Nhật xưa nha các bạn. Cái này là Việt Nam nè. Này Việt Nam xưa. Này Việt Nam xưa. Này rộng cũng khoảng 3 tấc 2 các bạn. Này giờ không có dĩa to, mình để đỡ lên vậy để cho các bạn xem thôi. Còn này này là dĩa năm xưa nha các bạn. Còn này là hàng Nhật nè, Nhật xưa. Này rộng khoảng 3 tấc mốt nha các bạn. Rồi để lên trò này là cũng hợp tình hợp lý. Đĩa Nhật này cũng khoảng 8-90 năm nha các bạn. Ở đây cũng dĩa Nhật xưa. Này dễ con phụng nha các bạn. Này long phụng. Long phụng ẩn. Rồng ẩn chỉ ló cái đầu nó các bạn. Cái đầu với cái đuôi. Nên chưa có long phụng. Cái này chắc cũng khoảng 3 tấc mốt luôn nha các bạn. Rồi mình để lên cái trò này, cái trò này nó coi như nó cũng cơm lê là đồ 7-80 năm nha các bạn. Rồi mình lẻ có lẽ được cặp dĩa này được cặp nha các bạn. Này chân làm cảnh chơi. Này nó được đôi các bạn. Xanh đẹp. Nhưng mà hơi bé thôi, không phải kêu là dĩa quả tử được. Mấy cái lớn này mới kêu được là dĩa quả tử. Chân trái cây, chân chuối, chân đồ cúng trên bàn thờ. Còn này nó bé quá thì này có 2 tấc rưỡi các bạn. 2-4 năm mà. Được con cái là lành nguyên, còn được một cặp. Được một đôi á. Này chuẩn hàng Nhật luôn à. Chạy viền sô cô la.
Hàng Nhật này nó chỉ có hàng in thôi chứ không phải vẽ nha các bạn. Tất cả đồ Nhật, mấy dĩa quả tử này cũng có đồ vẽ nhưng mà hiếm lắm. Này khảm lọng hết rồi. Mấy trò này còn chinh tê hết, không có gãy ghiếc gì hết nữa. Mộng đồ cứng ngắc nha các bạn. Coi như nãy giờ cũng quay cho các bạn xem tham khảo. Nếu có cần thì liên hệ gặp Phụng Đồ Xưa thì số điện thoại là 0938 686858 nha các bạn. Đây các bạn nãy giờ cũng đã xem. Ơi, chúc các bạn vui vẻ nha. Và mình video mình đến đây xin tạm ngưng. Mình hẹn các bạn video khác nha các bạn. Rồi xin chào các bạn nha. See you again.